Hello, xin chào anh em nhé, chào mọi người nhé. Hôm nay mình được nhận được cái bếp từ này, Sun Hau này. Và nó cắm điện nó vẫn vào bình thường này, nhưng mà không bật được nguồn này. Tất cả mọi tính năng nó đều bị hỏng hết nhé. Thì bây giờ mình tiện tháo ra mình kiểm tra thì mình sẽ chia sẻ luôn cho mọi người nhé. Và trước tiên mình kiểm tra cái chip tắt mở của nguồn xem nó còn tốt hay không. Quên mất, nghĩa là không phải tháo đâu. Ok, như vậy là cái chip nguồn này nó không ăn các bạn. Vì một lý do gì đấy như vậy này. Toàn bộ chip. Như vậy là mình đi kiểm tra nhá, là nó hỏng mấy con chip, tức là một con chip nguồn tắt mở và những con chip này mình đây khi chạm que này, ví dụ như con này là bị hỏng này, mình kẹp vào ok này, bấm này không nên này, con này còn sống này đấy, các bạn thấy không?
Đây ví dụ con này cũng còn ok này. Đấy. Thì nó hỏng mất 1 2 3 và 4 con, 5 con. Thì thực ra cái chip ở trên thị trường này, chip đứng hoặc chip nằm thì họ bán rất nhiều. Thế nhưng mà cái chất lượng nó cực kỳ là nó kém. Thì anh em nếu mà có những cái đồ điện tử hoặc ở những cái phím của cái quạt điều khiển từ xa đấy, nó có cái nút phím bấm đấy, thì anh em nhổ ở những cái đó ra. Thì đây như cái này ở cái âm ly hàng Nhật đây thì nó chắc là ok. Đấy. Thì anh em nhổ nó ra thay thì chắc chắn là nó sẽ được bền. Chân bự quá. Cũng có con không ổn các bạn ạ. Nói chung là cũng có con không ổn. Và bây giờ mình chỉ việc nhổ những con hỏng ra mình thay thôi. Thì công việc nhổ thì nó rất đơn giản. Bạn gì cần dí mỏ hàn vào hai chân là ok. Và mình sẽ thay xong mình sẽ test thử xem ok không nhá. Và những cái vỉ quạt nhé, các bạn không nên vứt đi mà đôi khi nó cũng đẻ ra được tiền đấy. Đấy, còn ok lắm các bạn ạ. Đấy. Cái này thì không cần thay, không cần phải kỹ thuật cao đâu, không phải hút nhả chi thiết mấy, các bạn cứ bật nóng lên là nó ra. Sữa lẫn. Và mọi người lắp vào thì cũng vậy thôi. Cái này nó dễ lắp cho nên là mình không phải hút rỗng chân chiếc.
nhá, mình đã thay xong nhá. Và bây giờ mình lắp vào mình sẽ test thử. Ok, như vậy là mình đã thay xong và bây giờ mình sẽ lắp vào để test thử xem nó có được hay không các bạn nhé. Con này là nút chân này. Và bây giờ mình cắm điện này. Ok nha. Bếp chạy luôn. Các bạn đun nước này. Nẩu nhá, 1.600 này. Ok, như vậy là cái bệnh này nó cực kỳ là đơn giản, có thể nói chơi là phụ nữ cũng làm được. Thì anh em và mọi người xem video thấy hay thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Cái video này chủ yếu là mình để chia sẻ cho mọi người cách lấy những con chip từ những cái vật dụng khác nó chất lượng cao để thay vào cho nó ổn thôi. Thực ra cái bệnh của nó thì nó không có cái gì cả. Đấy. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.